Mỹ Huyên ơi, em có biết không, ngày tháng em trôi đã lâu lắm rồi, chuyện tình anh chưa nói. Từ buổi giờ sao anh mong cùng em đi đến chuyện cao trầu. Trong những mối tình, tình nào đẹp lòng ước mơ, và tình nào làm tan vỡ, mấy ai không mong duyên cao sang hơn lại đem đến kẻ đang mong chờ. Rồi đường tình không chung lối, vì chót yêu em anh ghi vào tim xây giấc mộng êm đềm. Anh vẫn nghĩ rằng cuộc đời còn nhiều ước, lòng này còn nhiều nhung nhớ, thế nên cho anh xin đôi môi em và ánh mắt đến ngồi tôn thờ. Anh đây, Mỹ Huyên đã thức rồi à? Dạ, anh đang làm gì đó? Sáng nay trời đẹp quá, thấy những đóa hoa nở rộ thắm tươi, nên anh mới ra đây một chút vậy mà. Anh đã thấy trong người khỏe hẳn chưa? Hơn một tuần lễ nằm viện, nhờ Mỹ Huyên chăm sóc tận tình, và hôm qua lại đưa anh về nhà của em để tịnh dưỡng, cho nên giờ đây anh thấy khỏe hẳn trong người, và lại không còn đau nơi vết mổ nữa. Như vậy là Quyên vui mừng rồi, bởi vì từ nay Quyên còn bận lo học để thi lấy bằng bác sĩ, nên thời gian không được rảnh ở cận kề chăm sóc cho anh. Vì vậy nên anh phải tự mình bồi dưỡng và uống thuốc theo toa mà bác sĩ đã đưa cho. Ơn của Quyên thật là sâu đậm, suốt cuộc đời không thể lãng quên. Nhớ những đêm nơi bệnh viện em ngồi, vừa học bài vừa chăm sóc anh. Anh chớ nên nghĩ chuyện xa vời, đây chỉ là bổn phận của Quyên thôi. Nhưng Quyên bảo rằng vợ anh kia mà. Nếu chưa vợ thì người yêu cũng vậy thôi, chứ không lẽ anh đã 30 tuổi đầu mà chưa có ý trung nhân, lại một mình sống cầm độc thân, hay là anh đang kiếm chọn xa gần? Mỹ Huyên ơi, làm sao em hiểu được, trái tim anh đang giận còn cô độc. Nhưng ngạc gì khó mở miệng thốt ra, chỉ lặng im nghe kêu nặng tâm hồn. Anh nói những gì mà sao Quyên đây không hiểu, khó thuốc nên lời và lại còn tâm tư nặng chiều. Lòng đã cảm thông, sau bao ngày chúng ta gần gũi, vậy thì anh hãy nói ra đi, đâu có gì phải ngại ngùng chi. Quyên ơi, từ
đâu gặp em, anh có linh cảm rằng sẽ khổ đau vì anh đã yêu em rồi. Trong những ngày anh nằm viện mô thì cũng nhờ có em, ngày lần đêm săn sóc và dưỡng nuôi. Xin đừng nhận chi người ơi, nơi đã qua rồi xem là khói mây dần tan. Làm sao mà anh quên em thức trắng bao đêm săn sóc đời. Xót nào hơn khi sống tình đào dân cõi lòng, nhưng phải đành sầu đau khóc thầm. Mỹ Quyên muốn nói yêu em thôi chẳng thành lời, lòng anh mơ ước chung đôi. Chưa ướm tâm thì đời dâu vẫn rượu mềm. Một lời em đã trao và một lần ta nhìn nhau, ngọt ngào đi vào tim, in bóng hình nhau đầm thắm. Sớm chiều lòng nôn nao, bóng hình càng in. Mở cửa, nếu không đừng trách tôi nha. Tại sao tiếp Đằng Vi mà không dám tiếp tôi chứ? Mở cửa không, hay đợi Đằng Vi mới mở để đón hắn hả? Được rồi, tôi mở cửa đây. Anh lại say rượu nữa hả? Đúng, tôi say rượu. Nhưng tôi cũng có nhiều tiền như hắn đây. Anh muốn gặp tôi làm gì? Tôi không đáng cho anh phải phí thời giờ như vậy đâu. Anh về đi, Mộng Kiều đang chờ anh đó. Cảm ơn cô đã nhắc đến người tôi yêu, nhưng tôi muốn ở lại đây. Dù cô có đuổi khéo tôi vẫn không đi. Đêm nay cô phải là của tôi. Của tôi nghe chưa? Tôi không muốn tiếp anh. Tôi chưa là của ai. Tôi muốn tiếp ai là tùy ý thích của mình. Anh hãy về đi. Tôi không về, không về.
tôi ở đây đợi đằng Phi đến. Để hỏi xem hắn ta có điểm nào hơn tôi. Sao cô đã yêu lại còn ái ân? Hay là cô nhận tiền của hắn? Hãy nói rằng nhận được bao nhiêu, tôi sẽ cho cô nhiều gấp đôi. Nè, lấy đi, nếu cần thì đếm lại. À, cô sợ là tôi cho ít phải không? Nên cô đánh tôi bảo rằng keo kiệt. Không đâu, tôi cũng sợ lắm chứ. Mặc dù tôi không phải kẻ giang hồ. Thôi đủ rồi, đi đi. Tôi không muốn nghe gì. Tôi thật sự sợ lắm rồi. Sợ những lời chốt lưỡi đầu môi. Nhưng tại sao đêm qua cô tiếp hắn trong phòng? Hắn ôm cô ngã trọn vào lòng, đặt nụ hôn nồng trước mặt của tôi. Nếu anh cho tôi cùng đặng Phi dụng trộm ái ân, thì có lẽ đó là tình yêu của tôi đã trao cho hắn. Khốn nạn, cô đừng chọc tức tôi. Hắn yêu cô được thì tôi cũng yêu cô được. Và đêm nay cô phải thuộc về tôi, phải thuộc về tôi. Không, không, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Thôi thế từ đây cách biệt rồi, cuộc đời cay đắng nhiều trong gai. Từ khi mình biết nhau đây, tình ta còn thắng không phai, mà nay nỡ chia làm hai. Em biết đời em lắm tuổi sâu, đường tình ngang trái chuyện mãi sâu. Bác sĩ Thành đã yêu em. Đúng, anh biết lòng tôi thay đổi thì anh còn đứng đây chi. Thôi hãy quay đi, nên để tôi yên về tròn chứ cần xây đắp tương lai. Trót xa đã hai năm dài, dòng lệ buồn đến nay mơ phai. Mỹ Quyên, dù rằng em còn vẫn hờn quan khách, chớ nên đem lòng chia cách cha con. Hãy nên thứ tha cho dùm vì lỗi lầm để em sầu đau. Anh xót xa nghiêng ngào thì lòng nào sẽ chia đành sao. Mỹ Quyên, đừng nên nói nữa anh ơi, hãy mau quay về đi thôi. Lòng anh thương nhớ khôn nguôi, yêu thiết tha không hề. Anh là bướm say mê hút nhuyễn, em là cành thiên lý khoe hương. Dù cho giông tố
nổi lên, không làm tan rã chuyện tình đôi ta. Thân em là một kiếp hoa dâng hương nghi ngọt đậm đà cho anh. Yêu em trọn kiếp anh chờ thuyền xuôi bên mông vào bờ bên thương. Rau đắng nấu canh hay là rau muống nấu chua vậy? Dạ, chào cậu Hải. Cậu Hải mới về. Anh vừa về tới là vội vã qua đây ngay. Ý chứ, cậu qua đây chi sớm vậy? Lỡ ông Phán... Ba anh đi đám giỗ rồi, chiều mới về. Sương đừng có lo. Dạ, xin mời cậu Hải vào nhà dùng nước. Sương à, Sương là khách sáo nữa rồi. Chúng ta đã quen nhau gần 2 tháng nay, chứ có xa lạ gì đâu mà Sương phải thủ lễ quá như vậy. Mà nè, hồi nãy khi vừa qua tới đây đó, Hải nghe Sương hát thật là hay đó nha. Cậu Hải, cậu Hải ngạo Sương nữa rồi. Sáng nay ba Sương đi vắng, ở nhà một mình buồn quá nên Sương mới hát cho vui thôi. Chứ nào đâu có sanh bằng tiếng hát các cô nàng ở chốn thành đô. Bởi cậu đây ăn học sai con, xin chứ đừng để già khen chê. Giọng hát của Sương đây thật tình nghe rất hay, chớ phải đâu chế nhạo gì, Sương chớ hờn dỗi chi. Dạ, Sương đâu dám. Sương nè, từ ngày chú Tư về cất nhà ở đậu trong đất của ba anh đến nay, cứ mỗi lần đi về thăm nhà là anh lại vội vã qua đây. Dạ, cậu Hải qua đây để làm chi? Để gặp mặt Sương, để nghe giọng nói thanh bai của Sương, và nhất là để ngắm nhìn đôi mắt đẹp. Xin cậu Hải chớ quá lời, Sương làm sao dám sánh cùng những cô gái nơi thị thành phồn hoa tráng lệ chứ. Dẫu rằng ở thành đô có những loài hoa hương sắc, nhưng lại được điểm tô bằng hình thức bên ngoài, còn nơi miền thôn dã xa xôi vẫn có một loài hoa mộc mạc đơn sơ nép mình bỡ ngỡ. Đó là hoa trinh nữ ngây thơ, dẫu không mùi vị sắc hương, nhưng hoa đượm màu tình khiết, bởi thế nên anh yêu mến vô cùng. Qua ở chốn ruộng đồng đầu dân xanh cùng hoa hồng, hay qua mai qua lại qua cúc rất xinh tươi tỏa ngát hương nồng. Ở trong rậm đẹp nhất chỉ có sen, cho nên lầy vẫn giữ vẹn sắc hương thơ ngây trong ngây trắng, khiến cho anh say đắm tâm hồn. Cậu nói chi Sương không hiểu, xin hãy nên nói rõ tận tương. Sương, từ ngày chúng ta quen biết với nhau đến nay thì Hải đã yêu Sương. Hả? Cậu Hải yêu Sương? Phải, yêu Sương bằng tấm lòng chân thật, không bao giờ giả dối điêu ngoa. Cậu Hải, Sương chỉ sợ rằng tình cảm của đôi ta sẽ tan biến như là mây bay khói tỏa. Sương ơi, chính em đây là trái tim, là hơi thở, là ngọn lửa hồng để sưởi ấm tâm hồn. Dù cho bão tố cuồng phong, anh vẫn quyết một lòng không thay đổi. Cậu Hải, có nghĩa là cậu Hải muốn nói... Anh muốn nói... Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng,
tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người, xin đừng e ấp nghẹn ngào. Sương, em, anh Hải, anh Sương. Nhưng còn ba anh, ông Phán sẽ nghĩ ra sao? Ngày mai trước khi đi Sài Gòn, anh sẽ thuật lại cho ba anh được biết. Để chi vậy anh? Để cho ba anh hiểu thấu đôi mình, mong muốn nên duyên tình vì đã thề gắn bó bên nhau. Đến nay trót mang thai bào thì chẳng còn rẽ chia tình đâu. Đừng nên nói thế Sương ơi, nếu như trong đời lìa nhau thì anh đây khổ đau không có em vui được sao. Héo sầu vì tuổi xanh, anh đã yêu rồi tròn kiếp không vơi. Đừng buồn em ơi, tạm thời phải lìa xa lo việc học hành. Phút giây này hãy chọn một niềm vui, anh đã đi trọn đời chung thủy, hẹn thề mãi bên lâu tình mình bên nhau. Trọn đời chung thủy, hẹn thề mãi bên lâu tình mình bên nhau. Anh Hải. Sương. Lòng nào đành quên nhau khi mối duyên đang nồng đượm biết bao. Ngờ đâu bế dâu trong đời chia cách đôi tình mình dang dở. Lòng vẫn hằng nhớ thương và khắc sâu bóng. Hãy subscribe.
chẳng còn đâu. Khi mở cho tàn đã dừng tắt theo thời gian, dư thì đành ly tan. Xin chớ có bi thương, không thấy nỗi cũng đàn gì nay. Phương đã lìa luôn, thôi hãy về đi. Em nỡ nào nhạt phai mối tình cho khổ sầu đời hai chúng mình. Những tiếng yêu đương anh nhớ từng lời, dù cho đến chết không rời. Hãy về đi thôi, chứ nên khơi lại những gì xa xôi đã quên lâu. Nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vấn vương làm gì? Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm, tay nắm con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lăn dài em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quên nhau thôi khi đã biết yêu nhau rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hẹn một mùa đông muôn thuở. Sương giá lạnh môi anh, em thấy lòng mình giá băng. Phải giữa hai ta mối tình xưa còn đó, em lại nỡ nào xóa bỏ đành sao. Về thôn xưa ta hát khúc hoang ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát em êm, tầm mái chín rời ấy dân mẹ hiền. Lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng xế đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm hồng. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng tươi chờ mong. Tiếng hò cô gái sông kiều lắm, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, đường về thôn niềm vui trong đây đó, đường về thôn niềm vui trong đó đây, đường về thôn niềm vui trong đó đây.
Lan đó hả? Xin lỗi nghe, tôi đang lỡ tay chút xíu. Bữa nay là ngày chủ nhật mà anh cũng không nghỉ nữa sao? Tại người ta cần gấp nên tôi phải ráng sửa gấp, đâu có nghỉ được. À, Thu Lan ngồi chơi đi, để tôi bước qua quán nước kế bên kêu nước về uống ha. Thôi, em về. Cô kìa Thu Lan, sao vừa mới tới đã bỏ về vậy? Chứ ở đây làm gì nữa? Mới tới nơi đây á mà được người ta đón tiếp bằng cái tiếng tôi lạnh lùng như vậy đó hả? Ờ, tại tôi... Tôi nữa hả? Ờ, tại chưa quen. Chưa quen? Anh với Thu Lan đã quen nhau cả nửa năm nay rồi, chứ có phải mới quen biết nhau đâu mà con gái mùng xa cách không dám gọi tiếng em tha thiết hả? Trong khi em đã có thật cùng anh, em yêu anh rất chân thành. Tôi biết tấm lòng của Thu Lan, nhưng còn phải đợi thời gian. Vì Thu Lan như bình minh nắng đẹp, còn tôi tuổi đời đã vắng ngã chiều hôm. Sợ tiếng yêu thương sẽ như ánh trăng vàng, chỉ sáng ngày rằm rồi khuất trong mây. Đã bao đêm em dò hỏi lòng mình, em chắc rằng em đã yêu anh. Anh nghĩ sao? Anh sợ ba má em sẽ không bằng lòng đâu. Ba má em không có khó khăn như anh nghĩ đâu. Thu Lan à, anh thấy em nên suy nghĩ kỹ rồi hãy tính. Suy nghĩ hả? Được. Sao, anh có đi không nè? Đi không? Đi thì đi, em làm gì vậy? Em muốn chứng minh cho anh thấy em là người sẵn sàng bảo vệ hạnh phúc của mình bằng bất cứ giá nào. Thôi thôi, anh đầu hàng á. Em dữ quá à. Anh này. À, chào anh. À, chào cô. Cô mới về quê lên đó hả? Dạ. Gia đình của cô cũng khỏe hết ha? À, dạ, cảm ơn anh. Gia đình em cũng khỏe hết. Anh Minh, cô nào mà vô nhà anh tự nhiên vậy? Cô tên là Bích Hằng, cô ở chung nhà với anh. Cái gì? Cô ở chung nhà với anh? Không, cái nhà này ngăn làm hai. Anh muốn phía trước, cô muốn phía sau. Cái nhà thì chung, nhưng chỗ ở thì có vách ngăn. Cô làm gì vậy? Cô làm vũ nữ đó. Vũ nữ? Nè, anh có gì với cô không đó? Không có đâu, đừng có nghĩ bậy mà. Nhưng nguyên căn nhà này chỉ có hai người ở, lại là một nam một nữ, nguy hiểm lắm à. Nguy hiểm cái gì? Có cái vách ngăn riêng rõ ràng mà, gì đâu nguy hiểm. Tới lúc lửa gần rơm mà bén rồi thì 10 cái vách cũng không có ngăn nổi, chứ đừng nói là một cái hả. Anh Minh à, khi em về quê lại ngay vào dịp mùa xoài chín, cho nên em có mua một ít đem lên đây để gửi biếu anh. Mong anh nhận cho em vui. Mình ở ngay bên cạnh như người thân thuộc, cô chớ bận lòng quà cáp mà làm gì. Nếu anh từ chối em chẳng an tâm, vì từ trước đến nay anh thường xuyên giúp đỡ cho em. Hôm nay anh không nhận thì kể như mai hậu em gặp khó khăn gì, em cũng không dám nhờ. Cô bắt khó tôi ha. Thôi được, tôi nhận. Cảm ơn cô nha. Nãy giờ anh chưa giới thiệu cho em biết cô này là ai. À, đây là Thu Lan. Tôi là vợ sắp cưới của anh Minh. À, mới gặp lần đầu tiên nên tôi không biết. À thôi, xin phép tôi vào nhà. Anh Minh, thấy ánh mắt của cổ nhìn anh, em lo quá à. Em đừng có nghĩ bậy mà, anh với cổ chỉ là hàng xóm tốt với nhau thôi. Nhớ đó nghe. Dòng nước đã chảy xuôi qua năm dài tháng rồng. Tại sao đến hôm nay nó lại đẩy đưa quá khứ trở về? Trời ơi, tôi biết phải làm sao đây?
cách từ bao ngày đến nay không gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi tránh nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan như quên vào gì vàng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. Có mấy ai lại muốn chia sao hả? Hôm nào đổi lời ân tình trao gửi, lẽ đâu bây giờ người ta đã sớm quên màu. Nếu như muốn xa tôi thì xin thật lòng vui gian mà chi. Chắc tim của anh bây giờ anh đâm rồi, mong ai phải không? Thu Lan được nghĩ vậy mà. Vậy chứ tại sao anh muốn xa tôi? Lòng tôi giờ như tơ rối em ơi, nói sao cho em hiểu tình tôi. Anh Minh, anh cả muôn lời ta tôi chỉ khiến tôi thêm buồn mà. Mình không duyên nợ đừng chờ em ơi, không tránh tại ta không phải ở trời. Đời mình sinh trong ra sao, tại vì ta không lối hẹn nên mình đành phải. Xa lánh em nhưng tình yêu ngày một đè nặng lên trái tim anh. U uất mang trong lòng anh hết phương dãy dùng, đành phải bỏ mình xuôi tay. Vết thương nhói đau trong lòng càng ngày nỗi đau càng tăng. Khi anh có Thúy Quỳnh, anh sẽ mất Quanh Quanh. Đừng vì yêu mà tạo nhiều quan trái, hãy thương nỗi mình giờ đang muốn vui say. Nếu em ta biết nỗi rồi thì lòng già cố đau càng thêm. Anh nên thương nỗi mà đừng lún sâu trong mối tình riêng. Ủa,
tới rồi đó hả? Sao? Chị thấy thế nào về căn phòng bé nhỏ của tôi? Tuy nhỏ nhưng mà trưng bày rất khéo. Chứ ai như phòng của tôi dưới quê vậy? Rộng thì mênh mông à. Ôi nhưng nó tùm lum như cái ổ chuột vậy đó. Chị thật tình hết biết à. Thôi được rồi, chị cứ vào trong lấy đồ tôi thay rồi tắm trước. Tôi đi ra ngoài mua mì gói, chút nữa chị em mình lót dạ rồi ngủ. À, đi đi, nhưng mà nhớ nhanh nghe, chứ ở nhà một mình buồn chết đi á. Được, tôi đi nhanh mà. Cũng may là mình gặp người tốt, chứ nếu không hả thì chẳng biết mình ra sao nữa. Ý, chị này giỡn cái gì mà kỳ cục vậy? Cho anh biết, anh là ai? Là mình hả mình? Ha, còn gọi tôi là mình nữa ha. Anh Phương. Nghe hỏi nè, tại sao biết là anh? Vợ chồng chung sống lâu nay thì tiếng nói hơi thở và chiếc nhẫn của mình đeo, bộ em không biết hay sao? Em nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ... Hả? À, mình... Đó, mình thấy không? Mình thấy em hay chưa? Mình ơi, sao mình biết em ở đây mà mình tới vậy? Ủa? Sao làm thinh không nói gì hết vậy? Mình... Mình Mình sao vậy? Anh có sao đâu. Mình nghe hỏi nè. Dạ. Sao mình có mặt ở đây? Mình biết không, ba má cho em lên đây thăm mình. Nhưng mà... Thôi được rồi, muốn nói gì về bên phòng anh rồi nói. Đi, đi nhanh đi mình. Trời ơi, đi cũng phải từ từ chứ. Mình để em đi lấy đồ cái đã. Để đó đi, một chút lấy sau. Đi, đi mình. Dạ dạ. Hết rồi, hết tất cả rồi. Trời ơi, tại sao hoàn cảnh trái ngang này lại đến với tôi một cách ác nghiệt như vậy chứ? Ôi đời quá, sao sống phải tàn. Mong rằng xuân sang cớ sao phù phàng, ai ngờ đâu sẽ chia duyên đầu. Người trời cao, anh lường gạt tôi. Anh cũng biết trái tim người con gái hết sức yếu mềm hay không? Anh ác lắm, anh tàn nhẫn lắm mà. Thảo ơi, nếu đánh đập hay sĩ giả nặng lời mà làm cho em được vơi đi nhiều phiền lụy thì em cứ tiếp tục nữa đi. Anh về xuống đây sẵn sàng đón lấy tất cả những gì mà em trút đổ, bởi nỗi khổ này là tại sao anh lại lường gạt tôi trong khi anh đã có vợ nhà? Hoàn cảnh này đây, anh biết nói sao cho em hiểu được lòng mình. Nhưng Thảo ơi, anh thề là không hề gian dối.
minh chứng có trời là anh thì một giả yêu em. Thảo à, em tin anh đi mà Thảo, anh thật sự yêu em mà Thảo. Nếu bảo yêu tôi thì hãy trả lời đi, anh sẽ chọn lựa thế nào, dứt ai ra và sẽ lấy ai vào. Nếu với mối tình tay ba thì không thể được, bởi phận gái thường tình cảm rất nhỏ. Nhưng anh không thể sống thiếu em được mà. Vậy thì còn vợ anh thì sao? Chị ấy sẽ thế nào khi biết anh bụi bạc? Nhưng giữa anh và Hương là do sức ép của cha mẹ, chứ thật ra trong lòng thì không có gì là tình yêu cả. Giờ đây anh có nói gì thêm thì đáy lòng tôi cũng đã chết lặng bởi mối tình quan nghiệt. Anh đi đi, đi đi, cứ bỏ mặt tôi mà. Nhưng anh không thể để em một mình giữa dòng đời mai rủi được đâu Thảo à. Hơn nữa, đời anh không thể thiếu em được. Em hiểu cho anh mà Thảo. Anh có biết rằng xa anh tôi cũng đứt từng đoạn rủa không? Nhưng sự bắt buộc của con người nên đành phải vậy thôi. Nhưng anh nhìn biết. Thảo à, Thảo, Thảo ơi đừng bỏ anh mà Thảo. Ôi nắng ta hôn đau, phút giây lửa đôi chia lìa, khóc mối duyên ban đầu sầu, tình đời ước quen bờ mi, tình thương ngỡ câu đoạn thề, giờ này thành như gói sương đau non. Xin hãy hiểu giùm hoàn cảnh của anh mà. Không,
Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh hãy đi đi. Đi đi mà. Đừng nói gì thêm nữa mà. Thôi không cần thương hại giùm tôi. Thương nhau.
một thời gian quên biết tình ta thơ thiết muôn phần. Qua biển ơi làm sao nói hết nỗi niềm tâm sự khi ân tình mình đã trót nặng trao. Chỉ xin ai đừng hờ hững phụ nhau dẫu cách đỡ nghìn trùng sóng. Nào dám đưa quên lời hẹn ước để cho bạn chung tình mang nặng sầu đau. Ước thề một đời gắn bó bên nhau, em sẽ trở lại để cùng anh vui sung hợp. Dẫu cách mây núi mây sông anh vẫn vững lòng chờ đợi để được cùng sát cầm hòa hợp tơ loan. Lòng thanh cao nghĩa mênh mang, chúng mình sẽ viết một trang sử tình. Không gian u lắng chiều nhạt nắng, lòng sắc sẽ buồn phút tiền bóng nhỏ đường chiều xuôi lối biển. Lễ sầu vẫn ngập nẻo về xưa. Ôi giây phút chia tay, đừng buồn em sẽ buồn đời khi sâu trong tâm khảm chẳng quên những câu đoạn thề. Nghe lời em vừa vang to khiến lòng anh thương cảm vô cùng. Xin ai kia nhìn lòng cho mối duyên nồng, không phải theo năm tháng ước mơ sum vầy. Xin tạm biệt. Qua biển, qua biển.